6 tháng 9 năm 2021 nhằm ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu. Đây là chương trình phát thanh tiếng chuông thức tỉnh từ đạo tràng Quán Âm Thiền Tịnh tại thành phố Sydney, Úc Châu, do nhà sư Thích Thích Tánh thực hiện để đền ơn chư Phật và truyền bá chia sẻ giáo lý Phật Pháp, cùng nhau sát cánh trên bước đường tu tập giác ngộ giải thoát. Hôm nay nhà sư chia sẻ tiếp bộ thiền luận số 1, trang 112, giác ngộ và tự do, do ngài thiền sư Suzuki người Nhật sáng tác và ngài Trúc Thiên dịch, rất là có ý nghĩa và sâu sắc, và chúng ta nên tư duy và quán chiếu. A Di Đà Phật. Giác ngộ và tự do. Khi đạo giác ngộ kêu gọi đến sự nội chính của người Phật tử, cần trực nhập tức thì, không qua trung gian của bất cứ tư tưởng nào, đó là lúc người Phật tử phải tìm ngay trong chính họ quy quyền duy nhất cho công cuộc hành đạo. Không một truyền thống hoặc tổ chức đạo giáo nào còn quyền lực trói buộc nữa. Từ đây, với người Phật tử, cái thực nghĩa là cái thích ứng với cuộc sống, là cái khế hợp với đạo tâm và mọi thi vi động tác đều không còn khuôn thước nào phê phán nữa. Vì vi phạm là những cảm ứng trào ra từ nội tâm, thì hành động nào cũng tốt và thánh thiện là khác. Hậu quả trực tiếp của kiến giải giác ngộ ấy là khích lệ ở con người một ý chí tự do tuyệt đối ở khắp chiều hướng sự tự do khai phóng vô lượng quyền năng của tâm ngoài tất cả giới hạn chật hẹp của thứ Phật giáo tu viện và kinh viện. Dầu vậy, theo quan điểm đại thừa, đó vẫn không hề nghịch với tinh thần của Đức Phật. Cơ cấu của giáo đoàn nhân đó cần cải biến theo ở thời Phật giáo sơ khởi. Đó là một đoàn thể tu sĩ không nhà, khép mình theo một số giới luật nào đó, đặt làm tiêu chuẩn sinh hoạt Phật giáo lúc ấy, là vật độc thụ của nhóm trí thức còn đại chúng hoặc hàng ngũ cư sĩ giữ hành tam quy, chỉ là những phần tử phụ thuộc cho giáo đoàn chánh quy hoặc chuyên nghiệp. Khi Phật giáo còn ở giai đoạn tiên khởi, cả đến hàng tỳ khưu ni nữ, tức là nữ tu sĩ, vẫn không được phép nhập đoàn. Đức Phật miễn cưỡng nhận họ vào sau này và báo trước rằng chánh pháp sẽ vì đó mà bị giảm đi phân nửa tuổi thọ. Điều ấy cho ta thấy giáo pháp của Phật và giáo lý giác ngộ hoàn toàn dành riêng cho một số đệ tử có giới hạn, đành rằng Phật nhìn tất cả phần tử trong giáo đoàn bằng cặp mắt hoàn toàn vô tư, không chút thành kiến hay thiên vị nào về giai cấp của xã hội chúng ta hoặc ưu thế nào khác, nhưng lại là
có lời Phật dạy không thể lan rộng ngoài giới hạn của tu viện. Nếu không lợi lạc gì hết cho toàn thể đại chúng. Hẳn nhiên thái độ độc thụ ấy cần xét lại, bởi vì đạo lý giác ngộ là một sức sống không thể giam lẫm như vậy được. Nó phải trào ra tràn lan ngoài tất cả giới hạn. Nên khi giáo lý đại thừa được tung ra với tất cả khí thế xác định lý tưởng của Bồ Tát, một giáo đoàn nặng chất tu viện và đặc khổ nhất định mất đất đứng và tôn giáo của nam xuất gia tức là tỳ khưu và nữ xuất gia là tỳ khưu ni, nhất định chuyển thành tôn giáo của nam. Luật khắc khổ nhằm chứng quả vô dư. Niết bàn phải nhường chỗ cho một hệ thống giáo lý mở rộng cửa cho mọi người vào nhà giác ngộ và sát nhập niết bàn ngay trong cuộc sống thường tục trong tất cả kinh điển đại thừa. Khuynh hướng đại chúng quá Phật giáo ấy được xiển dương và xác định với tất cả hùng lực. Điều ấy đủ chứng tỏ sự tranh chấp giữa hai phái bảo thủ và cấp tiến gắt gao đến độ nào. Tinh thần tự do ấy là nguyên động lực thúc đẩy Phật giáo đập bể cái vỏ tu viện bước ra và dũng mãnh lên đường phổ hiện lý giác ngộ trong đại chúng. Và chính tinh thần ấy là nguồn động lực của vũ trụ, mà cũng là dòng hoạt dụng của tâm linh. Bất cứ gì cản đường nó sẽ đón lấy bại vong. Lịch sử của Phật giáo cũng là lịch sử của tự do cá nhân vậy. Hiện thực trong sinh hoạt của tâm trí và đức của con người, luân lý thượng lưu kỷ luật, hình thức của Phật giáo nguyên thủy không ràng buộc được tinh thần ta lâu hơn nữa. Hệ lý giác ngộ ngày càng được thâm chứng hơn thì tâm càng vượt lên hình thức của giới luật. Bởi vậy, không nhất thiết phải bỏ gia đình theo gót đoàn khất sĩ mới cầu được chánh giác. Trong tâm thanh tịnh chứ không phải ngoài đời tinh ngộ, đó là điều cần cho cuộc sống đạo. Theo đó, cư sĩ chẳng kém gì tu sĩ. Đó là chủ đề của bộ kinh Duy Ma Cật được biện hộ với một tài hùng biện hiếm có. Vai chủ động trong đó là Ngài Duy Ma Cật, một triết gia cư sĩ sống ngoài khuôn nếp của giáo đoàn. Không một đệ tử nào của Phật so nổi với tư tưởng thông diệu quảng đại và tinh tế của ông. Khi Phật dạy các ngài ấy đến thăm bệnh ông, ai ai cũng cáo lỗi viện lẽ này hoặc lý do nọ, trừ ra một mình ngài Văn Thù Sư Lợi, hiện thân của trí Bát Nhã trong đại thừa giáo. Hành giả cư sĩ mà đạo phong uy nghiêm đến vậy vượt trên cả A-la-hán,
Điều ấy còn nhận thấy ở những tài liệu khác ngoài kinh Duy Ma Cật, nhất là trong các bộ kinh như Thắng Ban hoặc Sư Tử Không, Nhất Thừa, Nhập Pháp Giới, Kim Cương Định, Kinh Quang Minh, vân vân. Nét đặc thù ở đây là vai trò của phái định được đề cao ở nhiều trường hợp khác nhau. Không những các bà có đủ biện tài và trí tuệ, mà còn đứng ngang hàng với phía Nam trong số 53 vị triết gia hoặc đạo trưởng mà thiện tài đồng tự đến tham vấn. Trên đường hành cước có nhiều cô, nhiều bà sống trong những điều kiện mưu sinh khác nhau. Trong ấy có cả cái giang hồ nữa, người nào cũng biện luận đầy minh triết với vị đồng tử chí tâm cầu đạo. Thật khác hẳn không khí ngày nào phụ nữ chỉ được miễn cưỡng nhận vào hội tăng già Phật giáo, thời này có thể mất đi phần nào cái bề thế uy nghi nghiêm cẩn và tôn linh nữa. Cần cho tôn giáo để khơi động trí tưởng tượng của ta, nhưng bù lại thắng lợi gấp bội ở tinh thần dân chủ, ở năng khiếu thẩm mỹ và ở ý hướng nhân bản cao độ. Tinh thần tự do ấy bấy lâu lang thang ngoài cổng tu viện, giờ đây xuôi đường thuận tiến, cố vượt lên quy luật và hình thức giới hạn của người tiểu thừa. Thật vậy, giới hạn là do Phật giới ra cho đồ chúng theo những đòi hỏi ngẫu nhiên của cuộc sống, và ít nhiều gì vẫn chú trọng đến hình tướng bên ngoài. Khi Phật còn trụ thế thì Phật là linh hồn của giáo đoàn, và những giới hạn ấy thể hiện trực tiếp đời sống chủ quan của Phật. Nhưng khi Ngài qua đời, giới hạn Ngài càng khô rắn lại, hết phản ảnh tinh thần người tạo ra nó, nên những người quy hướng theo lý giác ngộ đứng lên phản kháng nhằm phục hưng lại chân tinh thần cố hữu. Họ đòi hỏi sự tự do tuyệt đối cho tinh thần, dù phải làm nghịch đạo hết phương cách luận lý. Nếu trong tâm thanh tịnh thì ngoài không hành động nào của thân làm quen khổ nó được, nó tùy ứng qua lại tự do mà bản thể vẫn hoàn toàn vô nhiễm. Thậm chí nếu muốn, nếu cần, nó có thể xuống địa ngục độ những linh hồn xa đọa, nó vẫn có thể dời lại đến vô định ngay vào niết bàn nếu còn những linh hồn phải cứu và những tâm mê phải độ đúng theo danh nghĩa. Không một Phật tử nào được phép vào quán rượu hoặc lân la với con nhà mất nết. Nói tóm lại, không được phép nghĩ đến sự phạm giới, dầu chỉ nghĩ và nghĩ thoáng qua. Nhưng với người đại thừa mẫu phương tiện, lành và khéo, đều được quyền sử dụng nếu tâm đã sáng, trí đã sạch lào. Họ sống trong một thế giới phi thiện, phi ác,
Và một khi ăn trụ trong đó thì dầu họ làm gì vẫn không thể có khuôn thước đạo đức nào đánh giá hoặc phê phán họ được. Đó là những hành động chẳng hữu đạo mà cũng không vô đạo. Những cặp danh từ đối đãi ấy mất hết chỗ dùng rồi trong cái tâm tự do tự tại. Tùy thích dọc ngang trên thế giới của sai biệt và mâu thuẫn. Tiếp theo là bộ truyện dài Đường Xưa Mây Trắng, trang chương thứ 15, Theo Gót Chân Phật, Khổ Hạnh Lâm. Đạo sĩ Uraka tuổi đã 75, ông được mọi người tôn sùng như một vị thánh sống. Ông muốn mọi người phải tu học theo từng giai đoạn từ thấp lên cao, và vì vậy Sa môn Sĩ Đạt Ta phải làm lễ nhập môn và học lại từ những bài thực tập dễ dàng nhất. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, Sĩ Đạt Ta đã chứng minh được cho vị đạo sư mới của mình rằng định vô sở hữu xứ ông đã thành tựu được, và ông mong rằng đạo sư sẽ dạy cho ông con đường có thể đi xa hơn nữa. Trong thế diện mạo của Sĩ Đạt Ta và nghe Sĩ Đạt Ta trình bày kiến giải của mình, đạo sĩ Uttaka rất đổi vui mừng. Ông thấy nơi vị sa môn trẻ này có người có thể thừa cái sự nghiệp của ông một cách xuất sắc. Ông đổi cách tiếp đại với Sĩ Đạt Ta và bắt đầu xem Sĩ Đạt Ta như một người tri kỷ. Ông ôn tồn chỉ dạy cho Sĩ Đạt Ta rất là cặn kẽ. Này Sa môn Sĩ Đạt Ta, Gotama trong định vô sở hữu xứ, cái không còn là không gian, cái không cũng không còn là tâm thức nói chung, mà chỉ còn là trí giác. Trí giác tức là tưởng, mà còn tưởng tức là còn đối tượng của tưởng, còn trí giác là còn đối tượng của trí giác. Vậy thì con đường giải thoát của chúng ta là vượt được tri giác. Sĩ Đạt Ta cung kính hỏi lại: Thưa Thầy, nếu loại bỏ tri giác thì cái gì còn lại? Không có tri giác thì khác gì vật gỗ đá vô tri. Gỗ đá vô tri cũng không phải là không có tri giác. Gỗ đá vô tri vẫn là tri giác. Ta phải đạt tới một trạng thái tâm lý trong đó cả hai ý niệm về hữu tri và vô tri. Điều được loại trừ đó là trạng thái phi tưởng, phi tưởng xứ. Sa môn Sĩ Đạt Ta, Gotama, ông hãy về thực hiện cho được trạng thái đó của tâm. Sĩ Đạt Ta lĩnh ý chỉ trong vòng 15 hôm, ông đã thực hiện được định phi tưởng xứ. Định này thế Sĩ Đạt Ta cho ta có cảm tưởng là ta đạt tới một cảnh giới của nhận thức vượt ra ngoài mọi nhận thức thông thường. Nhưng mỗi khi ra khỏi định
ông thấy cái nhận thức phi thường này vẫn không thay đổi gì cái tình trạng của thực tại sinh tử. Định ấy chỉ là một nơi trú ẩn mà không phải là một chìa khóa mở cửa thực tại. Khi Sĩ Đạt Ta trở lại với đạo sư Uddaka thì được ông này hết sức là khen ngợi. Sau khi biết Sĩ Đạt Ta đã thực hiện được định phi tưởng, phi tưởng xứ, Uddaka nắm tay Sĩ Đạt Ta. Samon Gautama là người hành giả thông minh nhất mà tôi đã được gặp từ trước đến giờ. Ngài đã đi những bước thật lớn và đi rất là mau lẹ. Ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất mà tôi đã đạt. Tôi đã già rồi và đã gần đến xa trời. Nếu Ngài ở lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau quản lý đại chúng này và mai kia. Khi tôi qua đời rồi, Ngài sẽ thay tôi lãnh đạo đồ chúng. Cũng như lần trước, Sĩ Đạt Ta ngỏ lời khéo léo để từ tạ ông biết định phi tưởng, phi tưởng xứ không phải là chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát sinh tử. Ông phải từ giả, nhưng trước khi từ giả, ông hết lòng cảm tạ vị thầy mới và các vị bạn đạo mới. Ai cũng tỏ vẻ quyến luyến và tiếc rằng vị Sa Môn định ngộ và tài năng này không ở lại với họ. Trong thời gian tu học tại đạo tràng Uddaka, Sĩ Đạt Ta đã làm quen với một vị Sa Môn trẻ tên Kondana, rất mến phục Sĩ Đạt Ta. Không những xem Sĩ Đạt Ta là một người bạn mà còn xem Sĩ Đạt Ta là một bậc thầy. Trong đồ chúng chưa ai đạt được tới định vô sở hộ xứ. Đừng nói đạt tới định phi tưởng, phi tưởng xứ như Sĩ Đạt Ta. Vị Sa Môn tân học Sĩ Đạt Ta đã đạt được thầy của Kondana đối xử như một người tri kỷ. Kondana biết như thế, mỗi lần nhìn Sĩ Đạt Ta, Kondana lại thấy thêm vững niềm tin. Bởi vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thân cận Sĩ Đạt Ta để học hỏi. Do đó mới mối tình đồng đạo giữa hai người mỗi ngày mỗi trở nên khẳng khích. Bây giờ Sĩ Đạt Ta ra đi, Kondana không khỏi không buồn tiếc. Ngài Sĩ Đạt Ta lên đường, vị Sa Môn này đã đưa xuống núi đợi cho Sĩ Đạt Ta đi khuất, ông mới trở lên. Biết rằng có đi tham vấn bao nhiêu vị đạo sư đi nữa, mình cũng không học hỏi thêm được điều gì đáng kể. Sa Môn, Sĩ Đạt Ta quyết định trở về tìm kiếm chìa khóa giác ngộ ngay trong tự tâm mình. Hướng về phía tây, Sĩ Đạt Ta vượt những cánh đồng lúa, những vùng bùn bùn lầy lội, những đầm nước đầm và những dòng suối đục ngầu lội qua sông Ni Liên Thiền. Ông đi băng qua một cánh đồng, nữa thì tới một ngọn núi thuộc địa phận tụ lạc
Uruvila ở đây có nhiều hang động, có những dốc đá treo leo, có những rạn núi hình răng cưa, có những tảng đá thật lớn, lớn bằng những túp nhà của dân nghèo trong tụ lại. Sĩ Đạt Ta quyết định lưu lại nơi đây một thời gian để hạ thủ công phu, quyết tìm cho ra nẻo giải thoát. Ông tìm được một cái hang động khá tốt để ngồi tĩnh tọa. Ngồi trong hang, Sĩ Đạt Ta duyệt lại lịch trình học đạo của ông. Ông nhớ rằng ông đã từng khuyên nhủ các nhà tu khổ hạnh đừng hành hạ sát thân, vì hành hạ sát thân như thế chỉ gây thêm khổ đau, trong khi cuộc đời đã quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng hôm nay ông muốn xét lại điều ấy một cách kỹ lưỡng hơn. Ngồi trong hang đá, ông tự bảo, với một miếng gỗ mềm và ướt thì ta không thể nào cọ sát làm cho lửa phát sinh được. Thân thể ta cũng vậy, nếu thân thể còn bị vật dục khống chế thì tâm ta khó có thể đạt tới giải thoát. Ta hãy thử tìm cách chế ngự thân thể ta xem sao. Sa-môn Gotama bắt đầu thực hành những phương pháp chế ngự thân thể. Có những hôm ông tìm tới những nơi thật thanh vắng trên rừng sâu, những nơi mà có người chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để rợn óc trên người và tóc sau gáy dựng lên. Để ngồi suốt đêm, thỉnh thoảng cái sợ đến và xâm chiếm cả thân tâm ông, nhưng ông vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Có khi trong đêm tối đen, một con nai sột soạt tới gần. Cái sợ của ông nói với ông rằng đó là một con quỷ dạ so hiện đến đột mạng. Nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên, không nhúc nhích. Có khi trong đêm đen, một con chim phụng đạp gãi một cành khô. Cái sợ của ông nói với ông rằng đó là một con trăng sắt trường xuống và quấn chặt lấy ông. Nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên, không nhúc nhích, mặc cho cái sợ chạy rần rần trên da đầu ông như một bầy kiến lửa. Ông tập như vậy để có thể vượt thắng sự sợ hãi. Ông nghĩ rằng một khi xác thân vượt thoát được những cám dỗ rồi, thì tâm ý cũng có thể vượt thoát được những ràng buộc của khổ đau. Tiếp theo là bài cảm tưởng số 93, chủ đề mình phải thương mình. Mình là ngã, là ta. Có hai bản ngã và chân ngã. Bản ngã là cái ta bảo thủ, tham gian, cố chấp, ngã màng, cống kiêu, tự cao, tự đắc, ngạo mạn, chấp ta, khinh người, tự ý cho mình là hay, giỏi, tài đức hơn người, khôn ngoan, lanh lẹ, hay giỏi,
hơn người. Ai ai cũng nể phục, đó là bản ngã. Đó là cái ta gian tham ác quấy, tội lỗi từ vô lượng kiếp đến nay. Cũng vì cố chấp bản ngã, cái ta này mà sanh tử ra vào trong biển nghiệp. Thiên thượng thiên hạ duy ngại độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Đó là cái ta gian tham ác quấy tội lỗi mà chúng sanh mãi mãi si mê cố chấp cứ cho mình và hai giỏi tài đức là đúng đắn hơn tất cả mọi người. Còn chân ngã là cái ta chân thật, cũng gọi là chân như bổn tánh, hay là bản lai diện mục, hay là chân tâm diệu giác, cũng gọi là Phật tánh hay bản thể chân như, vân vân. Ngã đây mới chính thiệt là mình. Vậy mình phải thương mình, tức mình phải trưởng dưỡng, nung đúc, trao dồi cho thân chân ngã này được hoàn toàn viên mãn. Nghĩa là mình phải thương chính mình, là mình phải tu lấy mình. Không thể mình tu dùng cho ai được. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nấy đắc. Hai ai tu dùng cho mình được, nên không nghĩ lại vào bất cứ một đấng tạo hóa, thần linh, thượng đế, Phật thánh nào, và chính mình phải tự tu, tự hành, tự thành Phật quả. Vậy không ai thương mình họ mới làm khổ, thì mình phải thương lấy mình. Ngu dại gì mà mình dài vò, buồn phiền, giận tức, bực bội, phiền não, khổ đau, bỏ ăn, mất ngủ, đài đỏ thân mình, thậm chí đánh đổi quá cố chấp, đau khổ điên cuồng tự vặn, đó là si mê, vô minh, ngu muội, đã không biết tự thương lấy chính mình mà còn làm khổ cho mình và cho kẻ khác. Sau cùng là bài thơ số 58 chữ thử. Nhân ngã năng sở bị và thử. Chữ thử tức là bên mê, chữ bị tức là bờ giác. Chữ thử chính là bên sông mê, cực là thanh lương hải sớm về, đường trần đóng sai trong sanh tử, chẳng ngán ta bà hãy về quê. Thử ngàn bệnh mê mãi luân hồi, bao kiếp cuộc đời cứ nổi trôi. Thức tình hỡi ai người trí sĩ, công đức công phu nguyện đất bồi. Thử
hỏi tại sao sinh ra đời. Danh lợi sắc tài mãi vui chơi, đây là nhà lửa mau ra khỏi, niệm phần vãng sanh quá tuyệt vời. Thử xem trong thế giới ta bà, nói gương hạnh nguyện phần thánh ca, nơi nào có chúng sinh đau khổ, ghi sau 48 lời nguyện chi đàn. Thử hỏi tại sao anh chay, thứ tha không diễn các loài quanh ta. Xem chung nhân loại một nhà, từ bi ban rải chán hòa, yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc con thành kính đầy đầu đảnh lễ quý chư tôn đức, kính chúc quý ngài được pháp thầy khinh an. Chúng sanh dị đạo Phật sự viên thành Bồ Đề chứng đắc là một tàng cây bóng mát đã che chở cho cuộc đời bớt đau khổ, là một con thuyền thanh lương để đưa rước tất cả chúng sanh trở về bến bờ giác còn giải thoát. Nhà sư xin kính chúc cho tất cả quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước được phước huệ tròn đầy, thân tâm thường an lạc và luôn luôn tinh thánh trong ánh hào quang của chư Phật. Nguyện cầu hồng ân tam bảo chư Phật mười phương, Đức Mẹ Quán Thế Bồ Tát, Đức Dược Sư Lưu Ly, Quan Như Lai từ bi phóng vô số kiêu thân, xá lợi hào quang điểm lành tiếp độ hộ trì cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới được tai qua nạn, khỏi tật bệnh tái ác, tiêu trừ thiện căn, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo, sinh lên trên chư Phật chứng minh. Nguyện cho thế giới này bình dịnh sớm tiêu trừ, ông châu và Việt Nam được an lành thịnh vượng. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sao thời điều an lành, tất cả điều
Tự thân miệng phát sanh ra, hôm nay con thành tâm sám hối. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh Có Quả Cân Đại Dình A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai Vương Phật. Nam mô Tâm Tịnh Cứu Khổ Cứu Nạn cho tất cả chúng sanh thoát qua cơn đại dịch. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Đôi lời cầu nguyện đến bà con, nguyện cho bệnh dịch sớm tiêu mòn, trở về cô giúp người mù tối, tâm hồn liên tưởng đến nước non. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đề đầu và đảnh lễ kính chúc quý chư tôn đức được sức khỏe dồi dào, thân tâm được an lạc, và kính chúc cho tất cả quý đồng hương Phật tử được tai qua nạn khỏi, vượt qua cơn đại dịch Covid-19 và được có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, thịnh vượng, vạn sự cát tường, may mắn. A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại kỳ tới.